Ngày 25 tháng 3, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định cho biết sẽ có 11 tỷ phú hàng đầu thế giới đến dự Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định năm 2024 vào ngày 29 tháng 3 sắp tới. 11 tỷ phú hàng đầu thế giới đến từ các nước Thái Lan, Hàn Quốc, Thụy Điển, Israel, Singapore, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Đây là một trong những hoạt động thuộc tuần lễ Amazing Bình Định Fest 2024 sẽ diễn ra từ ngày 22 đến ngày 31 tháng 3. Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Định năm 2024 sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Định ở thành phố Quy Nhơn vào chiều ngày 29 tháng 3 với sự tham dự của hơn 1.000 đại biểu là lãnh đạo Trung ương, đại sứ quán các nước, các tổ chức quốc tế, doanh nhân thế giới, hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức xúc tiến đầu tư và gần 500 doanh nghiệp. Hội nghị có các hoạt động như ký kết ghi nhớ hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2024-2028 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định, Tổng công ty Hàng không Việt Nam và Công ty Cổ phần Bình Định F1, trao thỏa thuận hợp tác và các biên bản ghi nhớ cho 6 nhà đầu tư với 18 dự án, trao chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 5 dự án. Vậy 11 vị tỷ phú hàng đầu thế giới tham gia hội nghị lần này là ai? Trong đó, ông Pichai Palanukon, Thái Lan, chủ tịch tập đoàn Bangkok SA Office, hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, du lịch, golf, trang sức, mỹ phẩm. Ông Pichai Palanukon cũng là chuyên gia quốc tế cao cấp của Liên minh Xúc tiến Đầu tư Quốc tế Invest Global, nhà sáng lập và chủ tịch các công ty trong hệ sinh thái tập đoàn Son của Thái Lan, bao gồm công ty Son, tập đoàn Bangkok SA Office, công ty trách nhiệm hữu hạn Ad Nano. Ông Pichai Palanukon, Thái Lan, chủ tịch tập đoàn Bangkok của SA Office. Doanh nghiệp này được thành lập vào năm 1985 và là tập đoàn đầu tư đa ngành hàng đầu Thái Lan. Ông Pichai Palanukon từng nhiều lần sang Việt Nam. Tập đoàn do ông đứng đầu đã ký ghi nhớ với Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định về việc khảo sát, nghiên cứu dự án nhà máy xử lý rác thải công nghệ, quy mô đầu tư khoảng 2.400 tỷ đồng. Hồi cuối tháng 2 năm 2024, tiếp đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định do Chủ tịch Phạm Anh Tuấn dẫn đầu sang làm việc tại Thái Lan. Ông Pichai Palanukon cam kết Bangkok SA Office sẽ phối hợp hỗ trợ tỉnh Bình Định phát triển một số lĩnh vực mà địa phương đang có nhu cầu như khoa học công nghệ, y tế giáo dục, môi trường, nông nghiệp, đô thị thông minh, AI cho ngành y tế. Tỷ phú Lee So-man là doanh nhân kiêm nhà sản xuất âm nhạc người Hàn Quốc, người sáng lập công ty giải trí SM Entertainment. Công ty này quản lý nhiều nghệ sĩ hoạt động với tư cách hãng thu âm, công ty tài năng, sản xuất âm nhạc, tổ chức sự kiện, sản xuất buổi hòa nhạc và nhà xuất bản âm nhạc. SM Entertainment được biết đến trong việc tiên phong quảng bá K-pop trên toàn thế giới. Được biết, tại hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc diễn ra tại Hà Nội vào ngày 11 tháng 9 năm 2018, SM Entertainment đã thông báo việc mở rộng hoạt động tại Việt Nam. Một trong số đó là kế hoạch thành lập công ty và tổ chức tìm kiếm, đào tạo tài năng tại Việt Nam. Tỷ phú Mohamed Akta Zaman, Thụy Điển, là người sáng lập và là cổ đông chính của tập đoàn Kamazaro Holding, chủ tịch tập đoàn Royal Falcon, đồng chủ tịch công ty 6G Digital Sweden. Ông Mohamed Akta Zaman có hơn 25 năm kinh nghiệm trong việc xây dựng doanh nghiệp trị giá hơn 9 tỷ đô la Mỹ cho các cổ đông, đối tác chiến lược và chính phủ của các nước Việt Nam, Campuchia và Lào. Tỷ phú Siri Diseskau, Singapore, nhà sáng lập và giám đốc điều hành tập đoàn Netship Raj Energy SE Asia, chuyên hoạt động trong lĩnh vực năng lượng nhiệt điện, dầu khí. Với hơn 20 năm kinh nghiệm làm cho ngân hàng đầu tư, trong đó có 15 năm làm việc tại Singapore, ông Siri Diseskau có kiến thức chuyên môn phong phú rộng, sâu rộng trong lĩnh vực năng lượng và tài nguyên thiên nhiên. Ông đã tư vấn cho các công ty năng lượng ở Singapore và quốc tế, các quỹ cơ sở hạ tầng và cổ phần tư nhân, các doanh nghiệp, nhà nước ở châu Á, các công ty tiện ích và các tập đoàn địa phương về nhiều giao dịch chiến lược. Đầu tháng 1 vừa qua, Netship Raj Energy vừa thông báo về việc mua lại thành công nhà máy thủy điện Minh Lương có công suất 30 MW với kho lưu trữ giờ cao điểm đặt tại tỉnh Lào Cai, Việt Nam. Việc mua lại góp phần củng cố lộ trình tăng trưởng danh mục đầu tư của Netship Raj Energy trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và sẽ tạo ra thu nhập ổn định và định kỳ thông qua hợp đồng mua bán điện Power Purchase Agreement dài hạn.
Trong danh sách các tỷ phú dự hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Định năm 2024, có 3 người Israel, trong đó ông Rami Levy, chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành Rami Levy Haskima Marketing, có tài sản khoảng 7 đến 10 tỷ đô la Mỹ. Ông Judah Levy, đồng sáng lập Rami Levy Haskima Marketing, có tài sản khoảng 2 đến 3 tỷ đô la Mỹ. Ông Avid Joseph Rosilovsky, chủ tịch kiêm tổng giám đốc Votapro, tài sản khoảng 1 đến 2 tỷ đô la Mỹ. Tỷ phú Odette Jucker, cố vấn Grupo Salinas, tài sản khoảng 2 đến 3 tỷ đô la Mỹ. Ông là quản lý ngân hàng và là cố vấn cao cấp đầu tư trực tiếp cho 10 gia đình nổi tiếng và giàu có nhất ở Mexico và Israel. Tỷ phú Carl Anthony Cruz, chủ tịch kiêm tổng giám đốc Cross Energy Corporation, tài sản khoảng 1 đến 2 tỷ đô la Mỹ. Ông là nhà đầu tư bất động sản lớn tại Mexico. Bên cạnh đó còn đầu tư vào các lĩnh vực cảng biển, năng lượng. Đến Việt Nam, ông quan tâm đến việc đầu tư vào các dự án bất động sản, khu công nghiệp, cảng nước sâu và các lĩnh vực liên quan đến năng lượng. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất có 2 tỷ phú đến dự hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Định năm 2024, bao gồm ông Tayyar Aboulousi Attari, điều hành tập đoàn thương mại UB General Trading, Sayyab Ali Sahin Mohamed Antari, tổng giám đốc điều hành tập đoàn thương mại UB General Trading, doanh nhân chuyên về tài chính thương mại tại Dubai. Tập đoàn thương mại UB General Trading là một trong những tập đoàn tài chính hàng đầu các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Việc gặp gỡ trực tiếp với 11 tỷ phú thế giới được kỳ vọng sẽ mở ra những cơ hội hợp tác, đầu tư, phát triển kinh tế và quảng bá hình ảnh Việt Nam với quốc tế. Amazing Bình Định Fest năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 22 đến ngày 31 tháng 3 với nhiều hoạt động ở các lĩnh vực như du lịch, văn hóa, thể thao. Trong đó, điểm nhấn là giải đua thuyền máy nhà nghề quốc tế Grand Prix of Bình Định 2024, bao gồm giải vô địch thế giới mô tô nước ABP Aquabike từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 3. Bình Định cũng là địa phương đầu tiên của Việt Nam đăng cai chặng đua của giải vô địch thể thao trên nước. Ngoài ra, đội đua thuyền máy đầu tiên của nước chủ nhà, đội F1H2O Bình Định cũng tham gia tranh tài. Trong khuôn khổ Amazing Bình Định Fest 2024 còn có lễ hội văn hóa ẩm thực, tiệc buffet 77 món ăn địa phương. Thì chúng tôi muốn là kỳ vọng là nó Bình Định và cái tuần lễ này nó là cái sự kết hợp hoàn hảo giữa cái chuyện là du khách đến với Bình Định được trải nghiệm những cái sự kiện thể thao, đồng thời là được trải nghiệm những cái sự kiện về ẩm thực, về văn hóa, về du lịch, để làm sao là một cái điểm nhấn tạo thành một cái sự kiện tiên phong, gần như là thu hút rất nhiều du khách và một cái bài học rất là quý đối với du lịch Việt Nam nói chung và với Bình Định nói riêng. Giải đua mô tô nước và đua thuyền F1H2O hứa hẹn sẽ mở ra bước ngoặt cho thể thao biển ở Việt Nam, đưa mô hình mới về kinh tế thể thao gắn với các sự kiện quốc tế lan tỏa ra các nước.